Thiên Hào Audio xin giới thiệu với tất cả các bác loa Calip nhưng mà được sản xuất tại Mỹ. Đó chính là loa Heresy thế hệ thứ 4. Và bây giờ thì xin mời các bác cùng chiêm ngưỡng và tìm hiểu về đôi loa này. Đây. Đôi loa này là một đôi loa nó có thiết kế rất là khác so với tất cả các cái loại loa khác trên thị trường. Đó là thiết kế để đặt xuống dưới đất chứ không phải là được đặt lên trên kệ cũng như là một cái chân quá cao. Vì vậy mà hãng này làm ra, họ đã đính liền với một cái chân gỗ và được thiết kế để cho cái màng loa này, cho cái phần mặt loa nó được hướng chếch lên phía trên. Do vậy mà khi trong quá trình thưởng thức loa thì theo Hải Sơn nghĩ là chúng ta nên ngồi ghế thấp thôi thì mới đạt được hiệu quả cao. Và cái thiết kế này cũng là để cộng hưởng thêm cái giải trầm để giúp cho giải trầm loa này xuống nước sâu hơn và nhiều hơn. Cái ê căng này theo Hải Sơn thấy nó cũng rất là đẹp. Khi đóng vào thì thực sự trông nó cũng mang một cái nét đẹp cổ điển. Và họ làm theo kiểu dạng là nam châm hút, cho nên là việc đóng mở nó cũng rất là dễ. Thì đây là cái loa Heresy thế hệ thứ 4, tức là nó đã có từ thế hệ thứ 1. Cái thế hệ đầu tiên của loa Heresy họ giới thiệu vào những năm 1957, tức là cách đây rất là lâu rồi. Và đây là một trong đôi loa mang tính chất là truyền thống lâu năm, lâu đời của hãng Calip. Nó được cải thiện qua nhiều phiên bản. Nhưng mà tới những cái phiên bản thế hệ thứ 3 là nó có được một cái sự cải tiến rất là đáng kể. Thì cái thế hệ thứ 4 này nó là phiên bản nâng cao của thế hệ thứ 3. Còn sự khác biệt lớn nhất là bắt đầu từ thế hệ thứ 3. Họ thay đổi những cái củ loa sang những cái thế hệ mới với những cái công nghệ được nâng cấp để cho ra âm thanh nó trung thực và nó chi tiết hơn, trong trẻo hơn. Cho ra một cái đáp tuyến tần số nó đầy đặn và bằng phẳng hơn. Phải nói đến là họ sử dụng cái cấu trúc loa họng còi, tức là loa tép này và loa trung âm đều được đặt ở bên trong những cái kèn, hoặc là chúng ta gọi là còi cũng được. Và chủ đạo cái phần lộ thiên là một cái loa bát hình nón có đường kính rất là lớn, lên tới là 30,5 cm. Và cái loa bát này họ dùng cái gân, cái phần là gân viền, là một cái dạng là được tẩm dầu. Thì cái bát này nó có tên mã là K28E. Đấy, dùng sợi gọi là sợi composite. Đây, sợi composite và viền là trông rất là giống như là vải tẩm dầu, rất giống cái kiểu của Tannoy làm. Đó. Và tiếp theo là đến cái loa trung âm. Họ sử dụng màng polyimide với cái tên mã của củ loa là K702, được đặt ở trong một cái họng kèn mà nó loe rất là rộng sang hai bên để mở rộng được cái trường âm, giúp cho chúng ta có thể có được một cái góc tỏa âm lớn hơn. Tiếp theo, họ sử dụng cái loa tép là màng titanium. Đây, có tên mã là K107TI. Thì cái vật liệu titanium là một cái vật liệu mà nó có nhiều cái sự ưu việt, tức là nó là một cái vật liệu cứng này, nhẹ này, và đặc biệt là nó trơ với các cái phản ứng hóa học, tức là nó không thể bị rỉ sét. Và qua thời gian nó sẽ giữ được cái đặc tính thuần khiết của nó qua thời gian, cho nên là nó cũng là một trong vật liệu rất là lý tưởng để làm loa tweeter. Một cái đặc điểm cải thiện rất là nổi bật so với những cái thế hệ Heresy xưa cũ, đó là họ bổ sung cái lỗ thoát hơi nằm ở phía đằng sau. Thì cái lỗ thoát hơi này nó sẽ đặt sát ở phía dưới đất, và mục đích là nó sẽ giúp chúng ta cộng hưởng giải trầm. Vì vậy chắc chắn là cái loa này phải đặt dưới đất rồi. Và có thể là các bác sẽ tính một cái vị trí tương đối với tường sau, cũng nên là đặt cách tường sau một đoạn để cho được cái hiệu quả vừa cộng hưởng tiếng trầm vừa cho ra một cái tiếng trầm nó sạch. Thì cái loa này nó cho được cái tiếng trầm đáp tuyến xuống tới là 48 Hz. Tuy 48 Hz không phải là một cái đáp tuyến gọi là sâu, nhưng mà cái khả năng thể hiện được cái tiếng trầm ở cái mức 48 Hz nó rất là lực và nó rất là chắc. Thế cho nên là nghe cảm giác cũng không thấy bị thiếu trầm đâu. Rồi, cái loa này có một cái đặc điểm truyền thống của nhà Calip, đó là độ nhạy rất là cao. Nó có độ nhạy lên tới là 99 dB và chiều kháng là 8 ohm. Vì vậy mà nó hứa hẹn là một đôi loa có thể ghép rất là tốt với âm ly đèn. Và hôm nay đối tác của Calip Heresy thế hệ thứ 4 là âm ly Roser Audio Magnum thế hệ 3. Đây là một âm ly cũng được sản xuất tại Mỹ. Vì vậy đây là một cái bộ combo USA luôn, được sản xuất tại Hoa Kỳ. Nó cũng hứa hẹn là một cái âm thanh đậm chất Mỹ nhưng mà vẫn có cái sự tinh tế. Thì cái âm ly Cronus Magnum thế hệ 3 này nó cải thiện so với thế hệ 2 là nó bổ sung thêm cái khả năng mà chúng ta vừa là điều chỉnh bass này,
và chúng ta có thể chuyển đổi giữa cái hai chế độ hoạt động của đèn là Ultralinear và Triode. Thì nếu ở chế độ Ultralinear thì với 4 bóng KT120 nó cho ra mức công suất là 100W nhân 2 với trở kháng 8 ohm. Còn nếu các bác gạt một cái nút ở phía đằng sau để chuyển sang chế độ là Triode ba cực thì nó sẽ cho ra mức công suất là 60W cho trở kháng 8 ohm. Tuy công suất thấp hơn nhưng mà tiếng nó sẽ ngọt ngào hơn và trong trẻo, tĩnh tại, nói chung là tinh tế hơn. Còn nếu muốn nghe mà có độ động âm thanh tốt nhất và lực âm tốt nhất thì chuyển sang chế độ Ultralinear thì là full công suất. Còn cái hệ thống bóng đèn thì đương nhiên là 4 bóng KT120 này là cho công suất rất là lớn rồi. Đây là dòng bóng công suất cao, bóng đã lớn rồi. Còn một dàn các cái bóng tiền khuếch đại, bóng đầu vào là sẽ là 12AU7 và 12AX7. Cái chiếc âm ly này nó cũng được sản xuất tại Mỹ luôn. Và họ để lộ thiên những cái khối biến thế xuất âm và biến thế nguồn trông lộ thiên ra ngoài, nhìn rất là đã. Thì đây là một cái giải pháp mà theo như hãng nói là âm ly Mỹ nhưng mà không đắt mà lại có chất lượng âm thanh hay, sản xuất tại Hoa Kỳ. Và loa cũng như vậy, loa này được design and made in USA bởi cái hãng Calip, sử dụng rất nhiều các linh kiện nhập khẩu. Thì bây giờ xin kính mời các bác cùng thưởng thức âm nhạc từ cái bộ combo này. Phải đùa nhau thương thấu đêm.
Clip Heresy thế hệ thứ 4 thì có một cái mức giá tham khảo là 69.500.000 đồng. Và có lẽ đây là một trong những cái sự lựa chọn mà ít ỏi trên thị trường ở cái tầm giá này mà được sản xuất tại Hoa Kỳ. Và âm ly cũng như vậy. Thì theo Hải Sơn rằng nghĩ rằng đây là một cái sự trải nghiệm rất là hay đối với những ai yêu thích các thương hiệu âm thanh Mỹ. Thì các bác hãy tới số 5 ngõ 198 phố Thái Hà, Thiên Hào Audio. Xin chào đón tất cả các bác. Các bác nhớ like và subscribe kênh YouTube của Thiên Audio để luôn được đón xem về những cái sản phẩm âm thanh mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.